Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề tại sao chúng ta phải học cái đức tính kiên nhẫn và trọng Chúa. Giống như câu kinh thánh trên vừa đọc, kiên nhẫn hay còn gọi là nhịn nhục, và nó là một cái điều hết sức quan trọng. Nhưng chúng ta phải trả lời cho được tại sao, để chúng ta biết rằng trong bước đường đi với Chúa, chúng ta cần nó để chúng ta hoàn thành những cái mục đích mà Đức Chúa Trời đặt ở trong đời sống của mình. Khi mình trả lời được câu hỏi tại sao, thì mình tin quyết hơn, mình xác quyết hơn, mình có cái sự sức mạnh để mình hoàn thành cái sự nhiệm vụ trong đời sống của mình theo đúng như Kinh Thánh nói. Vậy thì anh chị em mình hãy mở cùng tôi trong Đa-nhiên đoạn 10. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện này và chúng ta đi tiếp một vài câu Kinh Thánh đó. Chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi tại sao mình cần phải kiên nhẫn. Vâng, Đa-nhiên chương 10, tôi sẽ đọc cho anh chị nghe. Năm thứ ba đời vua Siru nước Pherezer, có một sự tỏ ra cho Đa-nhiên, cũng gọi là Belteshazzar. Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Đa-nhiên hiểu sự đó và rõ được ý của sự hiện thấy. Trong những ngày đó, ta Đa-nhiên đương buồn rầu, trải 3 tuần lễ tròn. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chi hết cho đến chừng 3 tuần đã mãn. Tiếp theo, đây là cái câu chuyện mà Đa-nhiên bắt đầu kiêng ăn để cầu nguyện. Tại sao ông phải kiêng ăn? Ông kiêng ăn bởi vì trong lòng ông có một cái trăn trở cho dân tộc của ông. Cái thời điểm mà Đa-nhiên sống, lúc mà ông đang nói câu này, là cái thời điểm mà Đức Chúa Trời đang khởi sự để phục hồi lại thành Jerusalem đổ nát. Sau 70 năm bị lưu đày, 70 năm nha chị em, 70 năm bị lưu đày tan hoang, thì vua của Ba Tư Medi đó truyền lệnh cho phép những thầy tế lễ, những con người có tấm lòng đang hầu việc tại vương quốc của họ trở về để xây dựng lại thành Jerusalem bị đổ nát. Nhưng cái việc đó nó gặp rất nhiều ngăn trở, rất nhiều những chống đối, rất nhiều những khó khăn, và dân tộc Israel thì đang sống trong cái sự tan hoang. Tất cả những của lễ, những ngày lễ, những lực lễ, tất cả đều tan hoang, không còn một cái gì cả. Nói chung, dân tộc Do Thái đứng trên ngưỡng cửa, mất đi đức tin, mất đi sự thờ phượng, mất đi cái nguồn gốc của chính mình. Và Đa-nhiên rất đau xót về điều này, và ông đã kiêng ăn 21 ngày để ông cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ ông và giúp đỡ dân tộc của ông, tỏ cho ông biết điều gì sẽ xảy đến. Và anh chị em sẽ đọc tiếp trong cái câu chuyện kiêng ăn đó. Thì từ câu 12 chúng ta sẽ thấy như thế này: có một thiên sứ đến, có một thiên sứ bắt đầu đến. Cuối cùng của cái đợt kiêng ăn thì có một thiên sứ đến, và từ câu 12 nói nhà người ở đây tức là thiên sứ đó. Đoạn người bảo ta rằng: hỡi Đa-nhiên, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe. Và vì cớ những lời ngươi mà ta đến. Câu 13: song vua nước Pherezer đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Mikael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Pherezer. Câu 14: bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt,
và sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Amen. Anh chị em thấy cái bối cảnh câu chuyện không ạ? Daniel kiên ăn 21 ngày để cầu nguyện. Và Kinh Thánh chép là từ ngày đầu tiên Chúa đã nghe rồi. Khi Daniel vừa quỳ gối hạ lòng cầu nguyện thì Chúa nghe rồi. Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch, Chúa đã chuẩn bị một sự đáp ứng cho Daniel rồi. Nhưng trong ba câu Kinh Thánh anh chị em vừa đọc, Thiên sứ nói sao ạ? Ta đem sự đáp lời đến cho ngươi, nhưng vua Phê-rơ-sơ đã ngăn trở ta. Bao nhiêu ngày? 21 ngày. Vua Phê-rơ-sơ ở đây là ai? Không lẽ con người trên đất này lại đi ngăn trở sự cầu nguyện của Daniel? Không lẽ vua Phê-rơ-sơ trên đất này đi ngăn trở được cái sự đáp của thiên sứ từ trời xuống? Không phải. Vua thì ở trong đền vua, liên quan gì đến trên trời đâu mà ngăn trở được, phải không vậy? Cho nên chúng ta phải hiểu rằng vua Phê-rơ-sơ ở đây là nói về những thế lực vô hình, những thế lực thuộc linh đang cai trị trên bầu trời của mọi quốc gia. Và mỗi vị vua của đất nước đó đại diện, hay nói nôm na là công cụ, liên hệ trực tiếp với cái thế lực gian ác đang cai quản đất nước đó. Giống như sợi dây vậy đó. Tôi cầm sợi dây ra rồi tôi giật cái con rối kia, rồi nó nhảy múa theo ý thôi. Anh chị em đã từng coi mua rối chưa? Mua rối có cả mấy cái người ta núp ở dưới này nè, xong người ta cầm mấy sợi dây người ta giật thì con rối nó làm theo ý cái động tác ấy. Thì anh chị em à, mấy ông vua trên đất này, mấy cái chính thể trên đất này, nhất là những cái chính thể làm những cái điều tà ác này, thật sự là con rối trong tay của Satan. Đó là con rối. Có những cái chính sách ra nào là như là cho phép nào phá thai, rồi cho phép người đồng tính lấy nhau, rồi cho phép giết người ở tù, cho phép gọi là giống như có những cái nơi khác, cho phép mua súng đi theo muốn bắn người nào thì mà. Tất cả những chính sách đó thật sự là con rối trong tay của Satan. Mình chỉ là người thực hiện thôi, những người trên đất này thực hiện thôi. Và qua câu chuyện đó chị thấy có một điều rất là lạ ở chỗ là lời cầu nguyện của Daniel bị cản trở và không có cách gì giải quyết cho đến khi có một thiên sứ trưởng đến giúp đỡ. Bài học thuộc linh này nó giúp cho chúng ta nhiều điều để hiểu lắm anh chị. Nó khiến cho con mắt thuộc thể của chúng ta phải nhắm lại để cho con mắt thuộc linh chúng ta bắt đầu nhìn thấy. Cái con mắt vô hình bên trong chúng ta phải nhìn thấy thế giới mình đang sống, phải nhìn thấy những cái hữu thể thuộc linh đang bao bọc xung quanh trái đất này, đang thấy tại phường, tại quận, tại xã anh chị em đang sống nó có cái thứ gì đang hành động, đang thấy trong gia đình mình có cái thứ gì đang hành động. Tôi nói với anh chị em, bất kể một điều ác nào đứng đằng sau nó đều có những hữu thể thuộc linh vô hình thực hiện. Bất kể anh chị em thấy hai người đánh nhau, mình thì mình nhìn thấy hai người đánh nhau, cãi nhau, sừng sổ mặt mày đỏ, chuẩn bị rút dao đâm nhau, mình thì mình thấy thế. Nhưng anh chị em à, trong thế giới thuộc linh thì có hai con quỷ đang sử dụng, nó đang đứng sau mày đâm nó đi, nó nói vô lỗ tai đâm đi, đâm đi, đâm đi, vàng kia rút dao đâm cái óc gai, xong về nhà tự nhiên lúc đó mình đâm, giờ mình đi tù chung thân, chuẩn bị vừa còn hối hận thì muộn rồi. Tất cả những điều ác trong đời này đều có một thế lực xúi dục. Tất cả những điều thiện mà có người muốn làm mà làm không nổi thì có một thế lực đang ngăn trở. Tất cả những ước muốn của anh chị em, như là ước muốn được chữa lành, ước muốn được thành công, ước muốn được bình an, ước muốn được vui mừng, ước muốn được có một gia đình hạnh phúc, ước muốn có một chức vụ khởi sắc mà không được, thì anh chị em phải biết rằng có một quyền lực nó đang cản trở ước muốn tốt đẹp của anh chị. Muốn đổ trường đại học này, anh chị muốn trở thành kỹ sư bác sĩ, nhưng mà sao không thể bao giờ được? Cái sự may mắn đối với đời sống mình hình như là một cái điều gì đó rất xa vời, không bao giờ có. Thì anh chị phải hiểu rằng có một quyền lực đang hạn chế đời sống anh chị mà anh chị không thấy bằng mắt thường đâu, không thấy đâu.
Đó là thế giới vô hình. Anh chị em sẽ dở ra trong Ephesians chương 2 câu 1 đến câu 3. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe chỗ này, anh chị em sẽ thấy. Ephesians chương 2 câu 1 đến câu 3. Chịu khó mở Kinh Thánh cho nó quen nha. Kinh Thánh là điều rất quan trọng, và mình phải biết sách nào nằm ở đâu. Và khi mà mình chịu khó mở Kinh Thánh, thời gian mình sẽ quen. Rồi, Ephesians chương 2 câu 1 đến câu 2. Câu 1 đến câu 3. Tôi xin đọc cho anh nghe nha. Còn anh em, anh em đã mở được chưa? Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động trong các con phản nghịch. Anh em theo. Tại sao con người đau khổ? Tại sao con người chết? Tại sao con người nổi sung? Tại sao con người bất kính với cha mẹ? Tại sao con người bây giờ nổi loạn? Kinh Thánh chép rằng bởi vì học đòi thói quen đời này và vâng phục. Vâng phục ai? Vâng phục vua cầm quyền trong con trời. Không phải vua trên đời, không phải những người đi lại trên đời, không phải trường học, không phải xã hội, không phải chính quyền dạy chúng ta những điều này. Nhưng có một thế lực, một thế lực ở trên không trung, và thế lực đó đang hành động trong những con người nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời. Bất kể con người nào không yêu mến lẽ thật, bất kể những con người nào mà đi theo những cái điều ác, cổ suý cho những điều ác, thích thú những điều ác, đam mê tội lỗi, thì anh chị em phải biết rằng vua cầm quyền chốn không trung đang điều khiển họ. Họ là con rối trong tay của vua cầm quyền chốn không trung. Họ là con rối trong tay của Satan và các thế lực của nó. Đây là điều Kinh Thánh nói. Thưa anh chị em, cho nên tôi ước ao tất cả anh chị em mình ngày hôm nay hãy có con mắt bề trên. Đừng nhìn thế giới này bằng con mắt thuộc thể. Đừng nhìn những sự việc và cuộc sống gia đình mình bằng cái con mắt bình thường này. Khi anh chị em chỉ nhìn bằng con mắt bình thường, anh chị em bị nó lừa dối. Và chúng ta sẽ bị sai lầm trong trận chiến mà mình đang đứng. Thay vì đánh kẻ thù, mình lại đánh vào gốc cây, đánh vào gốc cỏ, đúng không? Giống như người mồi vậy đó. Đấm đối phương mình không đấm, đấm ngay cỏ này, gãy tay mình. Cho nên Chúa muốn mình phải có con mắt bề trên. Đó là lý do tại sao trong Ephesians chương cũng chương 1 đó, đó chương 1 mà anh chị vừa mở đó, sứ đồ Phaolô nói rằng cầu Chúa soi sáng con mắt của tâm thần anh em. Anh chị em đoạn 1 câu số 18 đó. Cầu Chúa soi sáng con mắt của tâm linh mình để cho mình được nhìn thấy. Tôi muốn anh chị em hôm nay hãy nhìn thấy điều đó. Hãy nhìn thấy rằng cái thế giới mình đang sống không phải như những gì mình thấy bằng cặp mắt này. Đằng sau đó có một thế giới vô hình, đằng sau đó có những hữu thể thuộc linh mà mình hay gọi là ma quỷ, và kẻ cầm đầu của ma quỷ đó là Satan, mà Kinh Thánh gọi là vua, vua cầm quyền cho không trụ. Nhiều người lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay là vua của vũ trụ này, vua của trái đất này. Nhiều nhiều người tưởng lầm, cái đó không phải. Đừng nghĩ rằng vua vì Chúa mình là Chúa cao cả, Chúa mình là Chúa quyền thôi, cho nên chắc chắn Ngài là vua của trái đất này. Không, Ngài là tạo ra tất cả, Ngài sáng lập mọi thứ. Nhưng mà hiện nay trái đất này không phải Đức Chúa Trời làm vua. Xin anh chị em hãy nhớ điều đó cho tôi một chút xíu. Và đó nhiều khi làm anh chị em mình ngạc nhiên, nhưng nó là sự thật đấy. Đó là sự thật. Tại sao vậy chứ? Tôi lấy một ví dụ nha, là anh em hiểu liền. Ví dụ tôi xây cái căn nhà này lên, sau đó tôi ra ngoài phường, tôi ký giấy và tôi làm cái sổ, và tôi nói rằng con của tôi đứng đây, nó chủ quyền căn nhà này, rồi tôi đi nơi khác tôi ở. Bây giờ tôi hỏi anh em, ai thực sự là chủ căn nhà này trước pháp luật? Con trai tôi, đúng không?
Thật sự tôi xây ra, tôi bỏ tiền ra, tôi làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi tôi được ký giấy giao cho nó, tôi đi ra tôi ở chỗ khác rồi, thì tôi không còn một cái quyền sắp xếp cái tủ chỗ này, cái giường chỗ kia, sơn cái màu này trong nhà này rồi. Còn nó có quyền. Thưa anh chị em, Chúa đã tạo ra trái đất này, Chúa tạo ra bầu không khí này, Chúa tạo ra cây cỏ này, Chúa tạo ra tất cả mọi thứ. Và Chúa đã giao cho Adam làm chủ. Chúa đã giao cho Adam Eva là con loài người làm chủ. Nhưng Adam Eva đã trao nó cho Satan. Đã trao nó cho Satan và bây giờ Satan đã làm chủ. Anh chị em dở chúng tôi Luca chương 4 câu 5 câu 7 mình đọc để mình hiểu lẽ thật này nha. Và khi mình hiểu lẽ thật này, cuộc đời mình khác, cái cách mình hành xử sẽ khác. Luca chương 4 câu 5 đến câu 7. Đó. Luca chương 4 câu 5 đến câu 7 kinh thánh chép như thế này: ma quỷ đem ngài lên, ngài ở đây là Chúa Giêsu đó. Ma quỷ đem ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút. Câu 6, và nó nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Anh em thấy sao bạn nói không? Có người nói rằng Satan nó nói dối, đây nó đang lừa. Xin thưa, Chúa đang trong sự cám dỗ đó anh em. Nếu đó là một sự lừa dối thì cám dỗ không phải là cám dỗ, à, đúng không? Đây là sự thật. Nếu là lừa dối thì Chúa Giêsu sẽ không đáp lại với nó rằng ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Nếu thật sự đó là sự lừa dối thì Satan sẽ nói, à thì Chúa Giêsu sẽ nói: mày Satan, mày đừng có lừa dối ta, không lừa dối ta được đâu, ta biết những sự đó đâu có phục vào mày. Mà tại sao ngươi lại dám nói rằng tao quỳ lại ngươi thì ngươi cho ta có thuộc về ngươi đâu? Không, ma quỷ nói lời này là nó nói chính xác những gì nó có đây anh chị. Nó nói chính xác những gì nó có, nó nói rằng mọi nước thuộc về nó, đã giao cho nó tất cả vinh hiển, quyền bính, giàu sang trên trái đất này thuộc về nó. Nó nói thiệt, nó nói đó để nó cám dỗ Chúa Giêsu. Tôi nói cho em ví dụ, tôi đến tôi cám dỗ một người này đó, ví dụ thấy tôi phải đưa cục vàng ra, cục tiền ra, thiệt ra, nhìn thấy thì tôi nói không con tay không có cái gì, tôi cám dỗ cái gì, đúng không anh chị? Nó phải có cái thật của nó. Cho nên chính Satan đã đem mọi nước trên thế gian, mọi vinh hiển giàu sang trên thế gian cám dỗ Chúa Giêsu như một con người. Cho nên đến điểm này anh chị em phải khẳng định dành to nha, chủ nhân của trái đất này hiện nay là Satan. Nó đang hành động trong tất cả mọi quốc gia, mọi quốc gia, tất cả nó đang hành động. Thật sự nó là thủ lĩnh, dưới trướng của nó có các thần dữ, có các quỷ sứ, tất cả những đạo binh của nó đang ngày đêm để tạo ra sự ác trên trái đất này. Cho nên em đừng có ngạc nhiên là Đức Chúa Trời ở đâu mà tại sao trái đất này tràn ngập điều ác. Không ngạc nhiên, bởi vì thật sự Đức Chúa Trời không phải là chủ nhân của trái đất này hiện nay, ít nhất là hiện nay, còn tương lai thì chúng ta chưa tin. Ít nhất hiện nay Satan, chúa quỷ của đời này, đã làm chủ trái đất và nó làm ra những điều rất là gian ác. Anh em thấy rồi đó. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện ở trên đất và lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại, nghe được ngay tức thì, nhưng cái điều chúng ta cầu xin ấy, khi nó đang trên đường đến sẽ bị ngăn trở. Anh em cầu xin một cái nhà, tôi đảm bảo với anh chị em, Chúa là đấng yêu anh chị em. Không lẽ Chúa muốn anh chị em ở nhà thôi? Không lẽ Chúa muốn anh chị em ở gầm cầu? Tình yêu gì là vậy, đúng không anh chị em? Chắc chắn là Đức Chúa Trời muốn anh chị em có một cái nhà đẹp để ở. Chắc chắn là Đức Chúa Trời muốn anh chị em có công việc tốt nhất để làm. Chắc chắn là Chúa muốn anh chị em có một bữa ăn ngon trong gia đình. Chắc chắn là Chúa muốn anh chị em có tài chánh dư dật. Hơn nữa, chắc chắn là Chúa muốn anh chị em có sức khỏe tuyệt vời. Chắc chắn là Chúa muốn anh chị em có một chức vụ khởi sắc và ảnh hưởng nhiều người. Chúa muốn anh chị em thịnh vượng, thành công, bình an. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn. Và tôi khẳng định là
Chúa ban cho ngay khi anh chị em cầu xin Ngài. Vì Kinh Thánh chép, các ngươi là còn người sống mà còn biết cho con mình bằng tốt thầy, huống chi Cha ngươi trên trời chẳng ban Thánh Linh cho người nào cầu xin Ngài sao? Không bao giờ mình xin cá mà Chúa chẳng ăn, xin bánh mà Chúa chẳng ăn. Kinh Thánh chép thế, phán chép. Nhưng có phải thực tế là khi chúng ta cầu nguyện sao thấy nó lâu đáp ứng thế? Có phải chứ? Khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta thấy để nhận được một điều gì từ Chúa sao nó nặng nề thế? Và nhiều người bảo thì Chúa ích kỷ quá, Chúa keo kiệt quá. Và nhiều người đi chạy đến ông thầy bùa thầy cúng xin cho nó nhanh. Tôi thấy một số người nói thế, đến thầy bùa xin cho nó nhanh, bởi vì cái thằng thầy bùa là tôi tớ, xin lỗi, tôi tớ của Satan nó đang ở dưới đất này, phải không? Nó là công cụ của Satan, cho nên xin về cho luôn. Thật ra Satan chỉ cần linh hồn người ta thôi, còn vinh hiển giàu có hết chứ đâu có cái thánh đó. Mọi nước thuộc về nó, vàng bạc thuộc về nó, của cải thuộc về nó, tất cả thuộc về nó. Xin gì nó cho luôn, miễn điều kiện là gì nhé? Thờ lại nó, thờ lại nó có nghĩa là giao linh hồn cho nó, cúng cho nó nhiều vào, phải không? Hứa nguyện con heo con bò gì là phải làm cho nó, cúng nhiều vào, quỳ lại nó, thậm chí đem tượng rước về nhà dán đầy nhà hết, bùa rồi dán đủ thứ hết mà. Suốt ngày đúng không? Có ông thần này, ông thần nọ giúp thôi, ông là Chúa thôi, đó là thân thì thân đó. Còn tiền bạc đó, đã cho anh chị em muốn gì muốn. Cho nên nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay mới đặt ra câu hỏi là ôi sao mà xin Chúa khó quá, thôi xin thầy bùa cho nó nhanh, nhanh lắm. Đến thầy bùa làm cái bọc ca sau này, muốn bán cái nhà đúng không? Đến thầy bùa nó cho ông đạo bùa và đại khắp nhà nó ăn luôn, nhanh lắm. Nhưng mà anh chị em ơi, quỷ mà, nó chẳng cho không ai cái gì cả, mua gì cho không, đúng không? Nó cho cái đó nhưng mà nó lấy lại cái khác, nó lấy sự bình an, nó lấy tình yêu, nó lấy đi cái sự an ninh trong đời sống, nó lấy đi cái phước hạnh trên dòng dõi của mình, nó lấy đi cái sức khỏe trong thân thể của mình, nó lấy đi giấc ngủ của mình, nó lấy đi cái sự hòa thuận trong vợ chồng của mình, nó lấy đi cái sự bảo vệ trên con cái của mình, lấy đi nhiều thứ mà con người ta cho nên chứ nhiều con cái Chúa ngày hôm nay không hiểu được điều này, nó tại sao lời cầu nguyện của mình không đáp lại và họ sao ạ? Bỏ cuộc, họ bỏ cuộc. Tôi hỏi chị em, điều gì xảy ra khi Daniel mới kiêng ăn 3 ngày thấy không có gì nhúc nhích hết, mà thôi ăn luôn cho rồi, cái kiêng gì nữa chẳng thấy nhúc nhích vậy? Điều gì xảy ra? Chắc chắn Daniel sẽ không nhận được sự đáp lời để vui. Xin nhớ rằng lời đáp cho Daniel nó đến từ ngày thứ 21. Anh chị em nói kỳ ngàn 3 ngày đã thấy xanh hết mặt mày, kỳ ngàn 21 ngày thật sự là khủng khiếp. Nhưng đáp lại Daniel trở thành một người mà Đức Chúa Trời nói rằng người rất được yêu quý, trở thành một người nhận lãnh sự bày tỏ siêu nhiên cho đến tận ngày hôm nay. Mai mốt khi trong hội thánh có chương trình học và sẵn đây anh chị em sẽ hiểu được đó. Đó. Rất tuyệt vời. Daniel là một con người phải nói có sự bày tỏ vĩ đại trong Kinh Thánh, bởi vì ông có sự nhịn nhục cho đến cuối cùng, ông kiên nhẫn cho đến cuối cùng, ông kiên nhẫn để chờ đợi và chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh này. Đó là cuộc chiến cầu nguyện của ông. Anh chị em thấy không? Cho nên câu Kinh Thánh phê ra nhất chương 5 câu 9, Kinh Thánh nói sao? Vậy hỏi anh em, hãy đứng vững trong đức tin mà trong cửa nó. Đây là chìa khóa, đây là chìa khóa. Khi chúng ta cầu nguyện cho một điều gì, khi chúng ta chiến đấu cầu xin cho một điều gì, khi chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy dường như mọi thứ xung quanh mình đều hoang mạc hết, đều khô cạn hết, đây là lúc anh chị em cần thể hiện đức tin của mình. Cho nếu mọi sự xung quanh nó tốt hay là tin cần gì để tin là anh em, cái lúc khô cần phải cần đức tin, cái lúc mà bệnh tật tấn công anh chị em mới cần, để nói mới sử dụng nó. Cũng như thanh gươm trong tay, cái súng trong tay, cái lúc mà đối diện với cái thằng ăn cướp thì mày rút ra, chứ bình thường rút súng đi lâm lâm này làm gì các bạn nhé? Bình thường mà cứ rút cái gươm ra đi này thì mà hôm này thần kinh như chẳng ai dò mà rút gươm ra các bạn. Khi mà có sự hài hiếp, khi có cái sự chiến trận, chúng ta mới rút gươm ra. Đức tin là vũ khí của chúng ta.
Anh nhé, những cái lúc mà chúng ta cầu xin, những cái lúc mà chúng ta cần phải chiến trận cho một điều gì, đó là lúc anh chị em phải rút gươm đức tin của anh chị em này. Đức tin là lời Chúa này. Đức tin với lời Chúa là một thôi. Và Kinh Thánh chép này, Phi Rơ nhất đoạn 5 câu 9 này. Kinh Thánh chép này, anh em hãy đứng vững trong đức tin và trong cầu nguyện. Chúa cần chúng ta phải làm gì nhiều? Chúa cần chúng ta đứng vững. Bản thân cái từ đứng vững trong đức tin, nó có thể hiện cái tính nhịn nhục và kiên nhẫn không anh chị em? Có không? Có đấy. Anh chị em suy nghĩ cái câu này sẽ thấy có đấy. Cái người mà đứng vững trong đức tin là cái người có tính kiên nhẫn. Đúng không? Tôi đứng vững một chỗ nào đó, tôi cứ kiên định chỗ đó thôi. Ai muốn nói gì nói, tôi không bước ra khỏi chỗ đó. Tôi đứng ở đây đó. Tôi bám lấy công việc đó. Ai muốn làm gì làm. Tôi biết Chúa bảo tôi phải bám lấy công việc này. Tôi bám lấy đấy. Ai đuổi tôi cũng không đi. Người đó phải là người nhịn nhục kiên nhẫn là gì? Đúng không? Cho nên nói như nãy em Bồng chia sẻ về cái ý mà nhận được. Đừng bước ra khỏi chỗ mà đã chúng ta đền cho em được. Đó chính là kiên nhẫn. Đó chính là nhịn nhục. Đó chính là đức tin. Cho nên trong cuộc sống này, khi mình cầu nguyện chiến đấu cho một điều gì đó, như là bệnh tật, đói nghèo, hay là công ăn chuyện làm một điều gì đó tốt, anh chị em ơi, hãy đứng vững trong điều mà Chúa đã nói trong lời Ngài. Đừng nghi ngờ, đừng thoái lui. Hôm nay chiến đấu, ngày mai nữa, cái việc này nó có phải không ta, hay là mình mất thời gian, hay là thôi mình tìm giải pháp khác đi. Chứ giờ cầu nguyện này lâu quá, cầu nguyện xong không biết có được hay không mà rồi chết mất tiêu rồi. Hay nhiều khi chúng ta nghĩ như thế đó, nhưng mà chúng ta nghĩ như thế và cuối cùng cuộc sống chúng ta sao hả? Cả đời là cứ nhấp nha nhấp nhõm và không bao giờ mình nhận lãnh được một điều gì tốt từ Đức Chúa Trời hả? Mặc dù món quà từ Chúa đi đến nửa đường, đúng không? Nó rớt xuống đến tầng trời thứ hai rồi, anh gieo ở đây đứng dậy và thôi tao bỏ cuộc, món quà nó chạy ngược lên thiên đàng. Chứ sao nữa? Bây giờ Chúa đang thả xuống, bây giờ mình không đứng chờ được. Mình đi thì Chúa bảo thật là thâu lại món quà của ta. Và cả đời cho em cứ quà rớt xuống để thâu lên, rớt xuống để thâu lên, rớt xuống thâu lên. Còn mình chỉ đây ngáp ngáp. Cuộc sống như thế không thể nào chấp nhận được. Các bạn nhé. Cho nên tôi nói với em là cái sự kiên nhẫn này là thể hiện cái người có đức tin đã qua thử luyện rồi. Cái người kiên nhẫn là cái người mà cái đức tin của người đó đã test thử rồi xong rồi thầy người đó nó xuất hiện cái tính kiên nhẫn. Anh em thấy câu Kinh Thánh em vừa đọc thuộc lòng đó phải không? Cái sự nhịn nhục nó phải làm trọn cái việc của nó thì chúng ta mới trưởng thành, mới trọn vẹn. Cho nên chính cái sự thử luyện đức tin nó mới sinh ra cái tính nhịn nhục trong đời sống chúng ta. Cho nên nếu ngày hôm nay anh chị em mình đứng đây và rất sợ thử thách, rất sợ phải bị kiểm tra, rất sợ phải bị đi thi trong trường đức tin, thì anh chị em ơi, không bao giờ chúng ta trở thành được. Tại vì con người chúng ta không bao giờ có cái tính nhịn nhục. Con người chúng ta hay dễ mất kiên nhẫn. Con người chúng ta cứ nhấp nhá nhấp nhỏ. 3 ngày tin Chúa nhưng mà 7 ngày tin theo thời gian, đúng không? Chúng ta tin Chúa được thời gian 3 ngày thôi. Các bạn không sợ thấy tin Chúa khó quá, thôi bỏ đi, bây giờ mình giải quyết cái vấn đề này theo kiểu thế gian chẳng nha. Năn nỉ ông này ký giấy cho không được, cho nên thôi giờ rút ra vài triệu rút cho ông cho nó nhanh cho rồi đẩy kiểu thế gian đó. Anh chị, thế gian nó muốn chúng ta làm như thế, nó muốn kiểu như vậy để cho gì ạ? Cái tà linh tham nhũng hối lộ nó có sức mạnh trên trái đất này, đơn giản thế thôi. Khi chúng ta rút tiền ra đút lót cho một người nào đó thì tà linh tham nhũng đang gia tăng sức mạnh. Nhưng mà người bình thường họ biết, người bình thường họ không được biết mà đâu. Nhưng mà em ơi, không được đâu. Cái tà linh nó càng mạnh trên đất nước này thì con cháu mình lãnh đủ, đúng không? Tham nhũng tràn lan, ký cái giấy khai sinh cũng phải đúng thì bỏ tay, ký cái giấy chứng tử cũng phải đúng, chứng thiêu nó lại thua không, đúng không? Cho nên ngày xưa thì còn cái gì nó to tát thì mới đúng, còn bây giờ cái gì cũng đúng ha. Thế là có nghĩa là tà linh đó đã hành động một cách sao? Khắp châu khắp nơi. Cho nên bất kể điều gì là ác, nó luôn luôn xúi dục con người ủng hộ nó để nó gia tăng sức mạnh và sự ảnh hưởng trên đất này. Và chính cái sự mất kiên nhẫn của người tin Chúa đã vô tình
giúp đỡ cho Satan ảnh hưởng trái đất này. Chúng ta nghe cái điều đó. Đó là như thế này. Khi mình kiên nhẫn là mình đang đứng về phía Chúa. Khi mình nhìn nhục với lời Chúa là mình đang cam kết thật lòng, trung tín và gì? Thành thật với Chúa. Còn khi mình mất kiên nhẫn có nghĩa là mình nói Chúa không đáng tin cậy. Đúng đó. Mình nói Chúa không đáng tin cậy. Con bây giờ con chọn cách khác. Nói thế có vẻ hơi là nặng nề, nhưng mà sự thật là như thế. Khi mình mất kiên nhẫn trong một vấn đề nào là mình không tin cậy Chúa. Mình không tin cậy Chúa. Và mình làm buồn Đức Thánh Linh của Chúa. Anh chị em ạ, buồn Thánh Linh của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời như trong câu chuyện của Daniel, Ngài nói rằng Ngài yêu quý chúng ta và Ngài đáp lời cho chúng ta từ ngày đầu, chứ không phải ngày 21. Nhưng có một thế lực trong tầng trời thứ hai, một thế lực trong không khí, trong không trung, đang ngăn trở tình yêu của Đức Chúa Trời, đang ngăn trở món quà của Đức Chúa Trời đến trên chúng ta. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta không phải là bỏ cuộc, mà nhiệm vụ của chúng ta là hãy tiếp tục cộng tác với Đức Chúa Trời để hoàn thành ý muốn của Ngài. Amen chứ? Thế mới là yêu Chúa. Cho nên tôi khuyên cho em này, khuyên cho em cầu nguyện cho điều gì? Mà anh chị em biết điều đó là có trong lời Chúa. Anh chị em biết chắc vững vàng Chúa hứa như thế, Chúa cho mình như thế, Chúa rõ ràng khẳng định như thế. Tôi khuyên anh chị em hãy cầu nguyện cho đến cuối cùng. Đừng bỏ cuộc. Nếu cầu nguyện một ngày không được, cầu nguyện hai ngày. Hai ngày không được, ba ngày. Ba ngày không được, kiên nhẫn cầu nguyện. Kiên nhẫn một ngày không được, kiên nhẫn hai ngày. Kiên nhẫn hai ngày không được, kiên nhẫn ba ngày. Và tôi nói với anh chị em, chắc chắn 100% sự đáp lời đến trên anh em. Vì Kinh Thánh chép, người trông cậy Chúa sẽ không hổ thẹn bao giờ. Chúa nói như thế, không hổ thẹn bao giờ. Cho nên khi chúng ta thực sự tin cậy Ngài thì không bao giờ trong cuộc đời chúng ta có một chút thất vọng đâu. Nhưng Đức Chúa Trời muốn rèn tập chúng ta. Đức Chúa Trời muốn thấy con cái của Ngài như thế nào. Nhiều khi Đức Chúa Trời cho phép để cho những sự trì hoãn đấy, cho phép để Ngài muốn nhìn thấy cái tấm lòng của con cái Ngài đối với lời Ngài như thế nào. Và qua đó Chúa rèn thử cái con người bên trong. Một trong những tấm gương tuyệt vời của lòng nhịn nhục đó chính là Gióp ở trong Kinh Thánh. Phải không? Gióp. Kinh Thánh cũng nói về Gióp. Gióp có lòng nhịn nhục tuyệt đỉnh, và đến cuối cùng thì ông đã hưởng được cái phước hạnh của ông từ Đức Chúa Trời. Ông đã được gấp 2 lần những tài sản của mình và có thêm 7 người con tuyệt vời sau khi đã mất đi tất cả. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu ngày hôm nay trong cuộc sống của anh chị em có điều gì đó mà mình cảm thấy như là mất mát, mình cảm thấy như là bị đè nén, bị áp lực, thì tôi khích lệ anh chị em qua bài giảng ngày hôm nay, hãy biết rằng sự đáp lời của Đức Chúa Trời đang trên đường đến trên cuộc đời anh chị em. Anh chị em cần tiếp tục bám lấy lời hứa của Chúa, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đứng vững trong lời Ngài, đứng vững trong đức tin và chống cự lại những thế lực, những chủ quyền mà nó đang cản trở cái món quà của Chúa Trời đến cho anh chị em. Anh chị em phải nói trực tiếp với Satan. Anh chị em phải nói với nó: này Satan, ta lấy thẩm quyền trong danh của Giêsu các cầu cho ngài. Ta lấy thẩm quyền trong danh Giêsu ta. Đây đâu vậy? Ta lấy thẩm quyền trong danh Giêsu, ta hủy bỏ mọi kế hoạch, mọi chương trình của mày trên đời sống này. Mày phải nghe. Anh chị em phải chống cự nó. Cho nên sứ đồ Phi-rơ khuyên là hãy đứng vững trong đức tin, nhưng không phải chống hết ở đó, để chống cự nó. Chống trả bằng gì? Chống trả bằng vũ khí là lời của Đức Chúa Trời. Chống trả bằng đức tin ở trong lòng và phát ra thành lời để đốt cháy những kế hoạch của Satan. Thưa anh chị em, đó là cách để cho sự đáp lời hiện ra trên đời sống của chúng ta một cách nhanh chóng. Cho nên Đức Chúa Trời ngày hôm nay
Ngài muốn nhìn thấy con cái của Ngài sống trong sự thành công thịnh vượng, chắc chắn rồi. Ngài muốn nhìn thấy con cái của Ngài sống trong sự khỏe mạnh và tự do, chắc chắn luôn. Ngài muốn nhìn thấy con cái của Ngài sống trong những gia đình hạnh phúc, chồng yêu vợ, vợ kính trọng chồng, con cái thuần phục lễ thần, chứ không phải như mọi thế gian kia. Các bậc cha mẹ ngày hôm nay đau đầu vì con cái của mình. Các bậc cha mẹ coi như là nằm đêm suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra với mấy đứa nhỏ nhà này, mà nó bây giờ nổi loạn hết rồi, đúng không? Và nhiều gia đình ăn không ngon ngủ không yên vì điều ác của thế gian đã len tận vào giường ngủ rồi, đủ kiểu đủ hết, không thiếu một thứ gì. Tôi nói với anh chị em rằng trong sách Timôthê nhất đã nói rất rõ, trong thời kỳ sau nó sẽ có những thời kỳ rất khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, lương thầy phản bạn, kiêu ngạo, nóng giận, bội nghịch, bất hiếu, tham tiền, khoe khoang sắc sược, lương thầy phản bạn, nói nghịch cha mẹ, yêu mến sự vui chơi hơn là kinh mến Đức Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta đang nhìn thấy hôm nay. Đây là thời kỳ cuối cùng thưa chị. Và nhìn những biểu hiện đó để mình biết rằng cái thế lực nó đang cản trở đời sống của chúng ta là những người tin Chúa, nó đang dày đặc đến mức nào, nó đang mãnh liệt đến mức nào, nó đang gọi là một cách sốt sắng đến mức nào. Ngày đêm nó tấn công vào gia đình chúng ta, con cái chúng ta, đời sống cầu nguyện, đời sống học lời Chúa, đời sống tâm linh chúng ta đến mức nào. Nghe chưa? Nói như vậy để cho chúng ta làm gì ạ? Tỉnh thức. Tỉnh thức. Ai có con cái hãy cầu thay cho nó. Ai có công ăn chuyện làm hãy liên tục cầu nguyện xin huyết Chúa bảo vệ công ty của mình, công việc của mình. Sao lại nó nhúng tay vào đó để nó phá, đúng không ạ? Ai có công việc học tập hãy liên tục cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho việc học tập của mình để nó đạt đến đầu, đến đùa được tốt nghiệp một cách tốt nhất. Sao tao lại nhúng tay vào đó? Nó muốn bẻ gãy chuyện học tập của anh chị bằng những áp lực của cuộc sống này. Tôi nói với anh chị em, sao tao lại nhúng tay vào bất kỳ một lĩnh vực nào miễn làm sao nó hủy hoại đời sống anh chị em là nó mất. Cho nên phải tỉnh thức. Và trong sự tỉnh thức này thì lời cầu nguyện của anh em phải có sự nhịn nhục, kiên nhẫn. Kiên nhẫn, kiên nhẫn là một đức tính tôi thấy hết sức quan trọng, nó quan trọng vô cùng. Vì khi anh chị em có sự kiên nhẫn và nhịn nhục, anh chị em sẽ dập tắt rất nhiều kế hoạch của ma quỷ trên đời sống của mình. Tôi lấy một ví dụ anh chị hiểu liền. Ví dụ hai con người nói qua nói lại, nói tới nói luôn, nói họ chuẩn bị cãi lộn rồi, đúng không? Chuẩn bị cãi lộn, chuẩn bị là tranh bạch rồi. Nhưng mà nếu một trong hai người đó có sự nhịn nhục, người đó bảo thôi vì cơ Chúa mình nhìn này, mình im này, mình lặng này, mình nhẹ nhàng này, thì anh chị em thì cuộc cãi vã đó nó có sinh ra không? Nó bị dập tắt. Trong hội thánh cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, trong xã hội cũng vậy. Cái con người có đức tin thử liệu thì sinh ra tính nhịn nhục, và con người đó là nguồn bình an cho nơi khác, là nguồn hòa thông cho nơi khác, là nguồn tình yêu chữa lành cho người khác, là nguồn phước hạnh cho người khác. Đó là đức tin được thử liệu. Còn nếu chúng ta không có tính kiên nhẫn, ma quỷ nó chỉ cần thổi một hơi gió của nó là thôi, nó kích động lung tung, tất cả mọi thứ tan tành hết, mọi kế hoạch của Đức Chúa Trời bị phá hoại. Cho nên anh chị em, điều tôi muốn nói buổi sáng hôm nay cho anh chị em là gì? Hãy nhìn thế giới này với con mắt thuộc linh. Đừng nhìn mắt này, con mắt này nó hữu hạn lắm nha. Con mắt này mình tạm bỏ đi, con mắt này chỉ đường đi chợ, đi búa, đi học là được rồi. Đừng nhìn cái thế giới này bằng con mắt này. Con mắt này nó rất là yếu, nó yếu đến mức độ chỉ cần nó lành chút thôi là màu đen nó hóa thành màu đỏ liền đó. Anh em thấy người mù màu nó như thế mà, màu đen hóa thành màu đỏ. Hoặc là những người mà xài ma túy đá đó, thì xài vô một tí nghĩa là thấy cái cột này thành con rắn, thấy bà nội mình là thành con hổ, bác dao đâm bà con hổ. Cho nên con mắt này nó không tiên kỳ được. Nó có thể họ nhìn gà họ cũng chuyện bình thường. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy phát triển con mắt bên trong, là con mắt thuộc linh, để nhìn thế giới này y như lời của Chúa mô tả. Lời Chúa mô tả thế giới này
đang cai trị bởi vua cầm quyền trong không trung là ma quỷ, là những kẻ chuyên đi bỏ chơi trên đất này để làm điều ác. Nó sẽ đi và nó nhìn vô nhà làm, nó thấy con nhà này bình yên quá, thôi tập thổi hơi cãi lộn vô đó cho nó cãi nhau chơi đó, nó thích như thế. Nó thích làm những điều ác độc của trên đời này. Nó rất là khó chịu khi ai đó sống trong tình yêu thương. Nó rất là khó chịu khi ai đó sống trong sự thánh khiết. Nó rất là khó chịu khi ai đó thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó rất là khó chịu khi ai đó cầu nguyện và đọc kinh thánh. Ma quỷ nó có cái tính đó. Tôi muốn anh chị em hãy nhìn thế giới này bằng con mắt này, để mình biết rằng khi anh chị em cam kết đời sống mình với Chúa Giêsu là anh chị em đã tuyên bố cuộc chiến trực diện với Satan. Anh em nhớ rồi, anh em đang tuyên bố tuyên chiến với nó. Khi anh chị em quỳ gối xuống nó nói Chúa Giêsu ơi, con cam kết đời sống con với Chúa, cả đời con chỉ tin và theo Ngài, con sẽ phục vụ Ngài, tận hiến cuộc đời con cho Ngài, thì đồng nghĩa anh chị em đang nói với Satan là mày Satan giờ ta đánh lộn với mày này. Anh chị em đang nói thực tế với nó thì ta đang đánh nhau này. Và nó sẽ huy động lực lượng để tấn công đời sống. Nó phải tấn công chứ, nó đâu có khùng mà nó đi, đúng không? Nó sẽ tấn công. Cho nên khi anh em cam kết đời sống mình là anh em đang đấu nhau trực diện với Satan, và nó sẽ đến hủy phá nhiều cái lĩnh vực trong đời sống này. Anh em hãy mở con mắt thuộc linh mình để nhìn thấy điều đó. Nó sẽ phá gia đình anh em, phá sự học hành của anh em, phá công việc anh em, phá sức khỏe anh em. Nó làm này, ngày đêm nó đang tìm cách nó làm này. Cho nên điều thứ hai, đức tin là vũ khí duy nhất có thể triệt tiêu mọi ảnh hưởng của Satan trên đời sống chúng ta. Amen nha. Đức tin, anh chị phải đứng vững trong đức tin, nghĩa là đứng vững trên lời hứa của Chúa Trời, đừng dao động một chút nào hết. Đừng để cho thế gian này nó nói rồi nghi ngờ lời Chúa, đừng để cho người bạn bè mình nó nói rồi nghi ngờ lời Chúa, đừng nhìn thế giới này bằng con mắt của mình rồi nghi ngờ lời Chúa, đừng nghe truyền thông nó nói trong lỗ tai rồi nghi ngờ lời Chúa. Không, dẹp hết mọi sự nghi ngờ, chỉ tin lời Đức Chúa Trời thôi. Satan sợ người đó lắm, rất sợ anh em, vì đó là vũ khí duy nhất, tôi nói với anh em nhắc lại là duy nhất để triệt tiêu mọi ảnh hưởng của Satan trên đời sống anh em. Triệt tiêu, nó muốn anh chị em nghèo thiếu, nó muốn gì em như thế này, đúng không? Nhưng mà ngay khi anh chị em đọc vào lời Chúa, anh chị em nói không, Đức Chúa Trời có quyền ban cho ta mọi sự dư dật cần dùng. Anh chị em tin điều đó, sống cái điều đó, năng nổ cái điều đó, cầu nguyện cái điều đó, ảnh hưởng của Satan bị sao? Triệt tiêu. Satan nó muốn anh chị em bệnh, nhưng mà ngay khi anh chị em đọc lời Chúa, anh chị em nói không, bởi làm đồ của Chúa Giêsu ta đã được lành. Ai tin danh Ngài đặt tay lên người bệnh lên. Ta bây giờ là người khỏe mạnh, bởi vì lời Chúa rằng Thánh Linh sự sống ở trong ta làm cho thân thể hay chết này lại sống động. Ngay lúc anh chị em tin điều đó, anh chị em đang triệt tiêu cái độc độc bệnh tật của nó lên. Và nhiều thứ khác trong đời sống. Cho nên chị em, 1, 2, 3, người kiên nhẫn là người có đức tin đã chịu được thử thách. Và tôi nói với anh chị em, chỉ có cái đức tin mà chịu được thử thách này nè, nó mới phát huy tác dụng và biểu lộ năng quyền để đứng vững. Chỉ có cái đức tin này, giống như là đức tin được giống như vàng mà được thử và lựa. Anh em làm cái bất cứ cái thứ gì, dụng cụ gì, có phải đầu tiên là phải thử không? Chạy thử, làm ra chiếc xe mà không chạy thử thì có lẽ là hơi căng này. Người ta ngồi lên cái lò hết xuống vô lăn bánh rồi gì rất lung tung, rất là chết luôn, phải không? Người ta làm chiếc xe là phải thử, chạy thử xem thử được không. Người ta làm ra cái túi khí để bảo vệ trên xe hơi, anh chị em tưởng là nó đơn giản không? Không, người ta phải để một con người bằng nhựa giả như một con người ngồi trên cái ghế vô lăn, cho cái xe nó chạy và tung vào tường thử coi cái túi khí nó có bảo vệ cái người giả nó được không. Người ta phải thử, thử 5 lần 7 lượt rồi mới tung sản phẩm đây này, à xe này có túi khí an toàn, đúng không? Chứ không thử cái người ta cứ đinh ngồi bây giờ xe mình có túi khí rồi cứ chạy thoải mái tung cột điện ra rồi ù lòm chết luôn, không được. Không thử là không dùng được. Còn nói với anh em, đức tin chúng ta mà không thử là không dùng được. Chúa phải thử, đức tin anh em phải chịu được thử thách. Và chính cái sự thử thách đó nó phát sinh trong con người chúng ta cái tính kiên nhẫn và nhịn nhục, nó khiến cho anh em kiên trì cho đến cuối cùng. Amen nha. Đấy là điều mà tôi muốn truyền đạt cho anh em buổi sáng này. Hãy bắt lấy lời Chúa, hãy biết rằng
mình không sống một mình ở đây. Mình có Chúa. Chúa hứa rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta cho đến khi tận thế. Cho nên chị em đừng sợ. Dù ma quỷ có đông cỡ gì, dù ma quỷ có gian xảo cỡ gì, thì nó đã bị đạp đầu rồi. Nó đã bị Chúa Giê-xu tước hết tất cả mọi thẩm quyền, mọi cái quyền lực rồi. Bây giờ cái chiêu còn lại của nó duy nhất thôi, đó là lừa thiên hạ. Lừa đó. Chỉ có đi lừa, giỏi lừa thôi, chứ không có làm được cái trò đó gì hết. Và nó lừa anh em. Và nếu mình không có lời Chúa, mình không có cái kiến thức thuộc linh, thì rất dễ mình vào trong đó và nà nà để sống. Cho nên anh chị em mình hãy cầu nguyện nha. Hãy cầu nguyện ngay thì giờ này. Và tôi tin rằng lời của Chúa buổi sáng nay giúp cho chúng ta có được một cái bước mới ở trong cái đời sống cầu nguyện. Đó là anh em phải cầu nguyện cho đến cuối cùng để nhận được điều mà Cha đã hứa. Bất kể điều gì Cha đã hứa là Ngài làm. Bất kể điều gì có trong lời của Ngài thì Ngài sẵn lòng ban cho anh em. Đừng nghi ngờ, hãy tin. Đừng nghi ngờ, hãy tin. Hãy tin và đứng vững trong đức tin. Hãy tin và nhìn nhục trong đức tin của mình. Anh em hãy cầu nguyện với Chúa. Hãy nói với Chúa loài Chúa, hãy soi sáng con mắt của tâm thần con, để con thật sự nhìn thấy thế giới này y như lời Ngài mô tả, để con nhìn thấy bầu trời này như Ngài mô tả, để con nhìn thấy trái đất này như Ngài mô tả. Đừng để con bị lừa dối bởi cặp mắt này, cặp mắt không đáng tin cậy này, lỗ tai không đáng tin cậy này. Chúa, hãy để con thấy và nghe những gì Ngài muốn cho con thấy và nghe. Hãy soi sáng con loài Chúa. Hãy cầu nguyện điều đó chị. Hãy cầu nguyện điều đó và tự tin rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho anh chị em khả năng này. Cầu Chúa soi sáng con mắt của tâm thần anh chị em. Cầu Chúa giờ này soi sáng con mắt của tâm thần anh chị em. Cầu Chúa giờ này hãy làm con mắt của tâm thần anh em sáng ra và nhìn thấy rõ trong danh của Giê-xu quyền năng. Ô, để biết rằng mình đang sống ở thế giới nào. Để biết rằng mình đang sống ở thế giới nào. Để biết rằng mình đang sống ở đâu. Để biết rằng có kẻ thù nào và có đấng nào yêu thương mình, chăm sóc mình. Lạy Chúa con cầu nguyện. Hallelujah. Chúa, hãy để cho dân sự của Ngài được mở mắt thông linh giờ này. Hãy để cho dân sự của Ngài mở mắt thông linh giờ này. Hãy để cho dân sự của Ngài mở mắt thông linh giờ này. Cùng cầu nguyện trong danh của Giê-xu Christ quyền năng. Hallelujah. Chúa Thánh Linh ơi, cùng cầu nguyện. Chúa ơi, hãy để cho anh em con nghe được Ngài nói. Anh em con thấy được điều Ngài muốn cha anh em con thấy. Lạy Chúa trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy để anh em con thấy bằng con mắt bên trong, nghe bằng lỗ tai bên trong. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hãy đồng đến anh chị em con. Hãy đồng đến anh chị em con. Hãy chạm đến anh chị em con. Hãy chạm đến anh chị em con giờ này. Con cầu nguyện Thánh Linh ơi, hãy mưa xuống trên anh chị em con giờ này. Cơn mưa của sự thâm viếng từ trời, Chúa ơi. Con cầu nguyện đối với sự đồng chạm của Thánh Linh. Mà mắt thuộc lên em con mở nè. Ô, tay thuộc lên mở nè. Tấm lòng anh em con mở nè giờ này. Con cảm ơn Ngài là Chúa. Con cầu nguyện trời trong danh của Giê-xu quyền năng. Hãy cho nên con biết rằng mình đang đứng trong cuộc chiến thuộc linh. Mình đang đứng trong cuộc chiến thuộc linh. Mình đang đứng trong những thế lực chủ quyền vua chúa thế gian ở tối này. Và các thân dữ, các miền trên trời, đó là những kẻ thù đang đi lại trên đất này, đang cướp phá, hủy diệt, đang tiêu diệt và lừa dối đời sống của con cái Chúa và tất cả những con người. Cha trong danh của Giê-xu, hãy để cho anh em con ý thức được điều này. Hãy ý thức được trận chiến này. Ý thức được trận chiến này. Mỗi ngày mỗi giây, mỗi ngày mỗi giây, vì Satan không ngủ của chúng ta. Satan không có thời gian, nhưng chúng ta thì có thời gian. Hãy ý thức được rằng nó luôn luôn rình rập xung quanh anh chị em 24/7. Không một giây nào mà không rình rập đời sống anh chị em. Hãy biết rằng, hãy biết rằng kẻ thù mình là như vậy. Hãy biết rằng kẻ thù mình đang muốn cướp, giết, hủy diệt. Kẻ thù mình đang muốn cắn nuốt. Và chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn trong đoạn chiến này. Chúa, hãy cho dân sự Ngài sự kiên nhẫn trong đoạn chiến này. Hãy cho dân sự Ngài đứng vững trong đức tin trong đoạn chiến này. Chúa, hãy cho dân sự của Ngài ban lấy lời của Ngài để cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho con cái của mình, cầu nguyện cho công việc của mình, cầu nguyện cho sự học tập của mình, cầu nguyện cho sức khỏe của mình, cầu nguyện cho đời sống tự do, bình an, vui lớn của mình. Chúa, chúng con xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa giờ này.
giúp đỡ cho con cái của Chúa gia này. Cha ơi, trong danh của Giêsu quyền năng, đừng để chúng con lơ là mất tỉnh thức, đừng để chúng con lơ là mất tỉnh thức, đừng để chúng con lơ là mất tỉnh thức. Vì lời Chúa nói rằng tâm thần thì muốn mà xác thì thiếu đuối. Vậy hãy tỉnh thức để đừng xa vào cám dỗ. Chúa ơi, lời Chúa dạy chúng con như vậy. Trong danh của Giêsu quyền năng, con cầu nguyện cho linh của sự tỉnh thức đến trên anh chị em con, linh của sự tỉnh thức đến trên anh chị em con, linh của sự cầu nguyện đến trên anh em con. Hãy đến trên anh em con, hãy đến trên anh em con. Chúa, oh hallelujah, cảm ơn ngài. Hãy cầu nguyện đến cha, hãy hết sức cầu nguyện cho này. Hãy nói với Chúa rằng con cam kết cuộc đời con với ngài, con cam kết cuộc đời con với ngài, con cam kết đức tin con với ngài, con cam kết sự trong cậy con với ngài, con cam kết tình yêu thương của con với ngài. Chúa chỉ một mình ngài, hallelujah. Chúa chỉ một mình ngài, và con tuyên bố trận chiến với Satan, trận chiến trực diện với Satan, trận chiến trực diện với Satan hôm nay. Con công bố trận chiến trực diện với bệnh tật, với đói nghèo, với không tha thứ, với sự giới hạn, tất cả những buồn đau, tất cả những sự bất an lo lắng, con công bố trận chiến với nó không có chỗ trên đời sống của con. Hallelujah. Cảm ơn ngài là Chúa. Anh chị em hãy chiến đấu đi, hãy chiến đấu, hãy trục xuất ra khỏi đời sống mình mọi ảnh hưởng của Satan ngay thì bây giờ. Ngay bây giờ nên phải tự trục xuất ra khỏi đời sống mình tất cả những ảnh hưởng của Satan, bất kể đó là gì, bệnh tật đau yếu lao lắng buồn đau, trục xuất ra. Đó là ảnh hưởng của Satan. Tất cả sự cãi vã, con cái hư hỏng, công ăn chuyện làm bị giới hạn, là sự học tập bị giới hạn, khó khăn, tất cả những điều đó là ảnh hưởng của Satan. Anh em hãy trục xuất ra, trục xuất ra. Hãy nói với tất cả sự đã làm, hãy nhấc ra khỏi đời sống của ta. Ta không chấp nhận một chút nào, ta không chấp nhận một chút nào, vì điều đó không đến từ Chúa. Ô, hãy trục xuất đi nha, hãy trục xuất ra. Trong chết của Giêsu quyền năng, hãy trục xuất ra. Ông chị em hãy mở môi miệng mình ra và hãy nói với Satan điều đó, hãy nói với những ảnh hưởng của Satan, hãy cột tội nó, hãy chạy đạp đầu nó dưới chân, hãy nói ra, hãy rơi khỏi đời sống ta. Bởi vì lời Chúa nói rằng ta có thẩm quyền trên mày. Bởi vì lời Chúa nói rằng bởi chết Giêsu là trừ ma quỷ. Bởi vì lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Bởi vì lời Chúa rằng trong đây không có điều ác nào, ta không chấp nhận bất cứ một điều ác nào. Oh hallelujah. Hãy cầu nguyện nha, hãy tiếp tục cầu nguyện nha. Cầu nguyện cho con người của mình, cầu nguyện cho công ty của mình, cầu nguyện cho sức khỏe của mình, cầu nguyện cho việc học tập của mình, cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho người thân yêu của mình. Hãy cầu nguyện đi. Chúa đang đem sự đáp lời đến cho anh chị em. Chúa đem lập tức giờ này sự đáp lời đến cho anh chị em. Mà phải trục xuất bẻ gãy ba nguyện trên đời sống mình, trục xuất bẻ gãy mọi quyết ngôn trên bàn cờ trên đời sống mình. Tất cả đều phải bị bẻ gãy hết, tất cả sự lừa dối đó phải bị tiêu hủy ngay giờ này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Hãy mạnh mẽ lên chiến binh, hãy mạnh mẽ lên chiến binh, mạnh mẽ lên. Satan rất sợ những con người mạnh mẽ, sợ những con người mạnh mẽ. Chúa Giêsu đã lớn tiếng công bố Lazarus sống lại sau 4 ngày. Chúa Giêsu đã lớn tiếng vỡ cơn bão mà nó phải im lặng. Chúa Giêsu lớn tiếng để cầu nguyện và giảm đau cho hàng ngàn người. Chúa Giêsu là đấng có thể lớn tiếng được vỡ trách ma quỷ mà nó phải thôi luôn. Chúng ta cũng phải học tập Chúa Giêsu. Hãy lớn tiếng để tận lý anh em trở dậy, không anh em trở dậy, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chống trả lại ma quỷ. Hãy đứng vững trong đức tin, chống trả lại ma quỷ, chống trả lại tất cả mọi ảnh hưởng nào, mọi trì trệ nào, mọi trói buộc nào, mọi giới hạn nào trong đời sống của em, dù nó là điều gì, hãy chống trả và trục xuất ra khỏi đời sống mình. Chúa muốn thấy đời sống anh em tăng trưởng, Chúa muốn thấy đời sống anh em thành vượng, Chúa dành cho đời sống anh em thành công, Chúa dành cho đời sống anh em sự khỏe mạnh, sự tự do, sự bình an, sự vui mừng. Chúa dành cho đời sống anh em tất cả những điều tốt nhất trên đất này, tốt nhất thuộc về anh em, những điều tốt nhất thuộc sản nghiệp của Đức Chúa Trời thuộc về anh em. Hãy lấy điều đó cho mình, đừng để Satan lừa dối, đừng để Satan ảnh hưởng, đừng để Satan cướp đi, đừng để Satan nói những lời dối trá nữa. Chấm dứt cái hôm nay, tất cả sự dối trá của nó phải chấm dứt hôm nay, tất cả sự lừa dối nó phải chấm dứt hôm nay. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Con cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Work again. Work again, work again. Anh chị em phải mở miệng mình ra. Tất cả đều phải mở môi miệng mình ra. Đừng làm chết trong thời giờ này. Đừng một người nào làm chết trong thời giờ này. Đây là thời giờ cầu nguyện. Đây là thời giờ mà Thánh Linh của Ngài đang hành động. Đây là thời giờ mà Chúa đem sự giải cứu cho chúng ta nghe. Chúa đem phước hạnh đến cho nghe. Hãy mở môi miệng mình ra. Vì lời Chúa nói rằng kẻ nào kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Sự kêu cầu Chúa được cứu. Lớn tiếng kêu danh của Ngài sẽ được cứu. Hãy mở môi miệng mình ra. Hãy nói cho đời sống của mình. Hãy nói cho những hồng túi ra đề. Hãy dỡ mình lên. Phát sự việc. Hãy nói cho những con đường gặp gần với một mình. Phải bằng phẳng trở lại. Hãy nói cho những điều khô hạn trong đời sống mình. Phải dâng thật lòng muôn của Thánh Linh phước hạnh Ngài. Hãy nói cho nó. Hãy nghe lời. Hãy truyền lời. Oh, hallelujah. 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 Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.